Lê tâm sự: tâm tư gái nạ dòng, đem lòng yêu trai tân. Tôi năm nay 26 tuổi, đã bỏ chồng được 2 năm và có một cô con gái hơn 3 tuổi. Tôi có quen một người chưa lập gia đình 29 tuổi. Anh ấy có nghề ổn định, cũng đã được hơn 3 tháng nay. Tôi và anh ấy ở khác tỉnh, nhưng cũng không quá xa, nên cứ vài ngày là gặp nhau một lần. Thời gian này gần Tết, nên anh phải đi làm nhiều và gặp khó khăn trong công việc, nên chúng tôi ít gặp nhau. Nhưng mỗi ngày anh đều điện thoại cho tôi vào buổi tối. Có hôm thì sớm, có hôm thì muộn, do anh đi làm về trễ hoặc đi nhậu với bạn. Chúng tôi chưa quen biết nhà nhau, quen nhau chỉ mới trên Zalo, nên tôi có nói là mình đã có con rồi. Nhưng từ khi quen nhau, anh chưa bao giờ hỏi đến, và tôi cũng im lặng vì cũng chưa có điều gì để xác định rõ ràng. Chúng tôi đã đi quá giới hạn với nhau rồi. Đôi lúc tôi hỏi anh có gì thắc mắc muốn hỏi tôi hay không, thì anh chỉ cười và lắc đầu. Có lần tôi đi chơi với bạn hơn 9 giờ tối, anh gọi điện. Tôi nói rằng mình ngồi nói chuyện, rồi tôi khóa máy đến 2 ngày sau mới mở máy lại. Cốt việc này là để xem phản ứng của anh như thế nào, để biết anh có thật lòng với mình hay không. Bởi vì bình thường anh ấy rất ít khi nói tình cảm với tôi. Cách một ngày sau đó, hơn 10 giờ tối, tôi có điện cho anh. Lúc đó anh đã say và nói với tôi rằng anh ấy chờ điện của tôi, rằng anh ấy không là gì, rằng anh ấy đang rất buồn và chán nản. Anh ấy nói anh ấy thương tôi rất nhiều, nhưng từ nay anh ấy sẽ không thật lòng với tôi nữa. Tôi có giải thích, nhưng anh giận tôi cũng được hơn 10 ngày. Anh có kể cho tôi nghe về công việc và về bố mẹ của anh. Ở bên nhau, tôi nhận thấy anh cũng quan tâm tôi nhiều, nhưng tôi thấy rằng anh cũng có điều gì che giấu về hoàn cảnh, và có vẻ như nó có nhiều khó khăn mà không muốn chia sẻ với tôi. Tôi nói tôi không quan trọng về vật chất, tôi mong anh tin tưởng mà đừng có giấu giếm nhau bất cứ chuyện gì. Nhưng anh cư xử nhiều điều thực sự khiến tôi rất buồn. Hẹn nhau 6 giờ, anh trễ gần 2 tiếng mới đến, rồi nói công việc bận rộn, cũng chẳng xin lỗi hay năn nỉ gì tôi. Có lúc tôi quan tâm thì tỏ ra thờ ơ, điện thoại cho tôi thì hôm thì trễ, có những hôm tận hơn 10 giờ tối, cũng có những hôm say nữa. Thế nhưng ở bên cạnh thì cũng chiều chuộng, nhẹ nhàng và ân cần với tôi. Tôi có góp ý nói suy nghĩ trong lòng cho anh được rõ, thì anh thể hiện rằng anh không làm gì sai. Tôi không muốn mình bị anh xem thường. Tôi cũng không hiểu là anh đang nghĩ cái gì. Tôi cũng biết dạo này anh đang vất vả và bận rộn nhiều, vì tay anh đang tróc cả lên. Anh làm bên cửa sắt. Tôi đã trải qua một lần lỡ dở, nhưng vẫn còn khờ dại phải không mọi người. Tôi thật lòng mong muốn được tiến xa hơn với anh, nhưng tôi cảm nhận rằng anh ấy chưa thực sự yêu tôi. Có phải rằng tôi nên dừng lại hay không? Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe lời chia sẻ của một người phụ nữ đã từng đổ vỡ trong hôn nhân và đang đem lòng yêu một chàng trai. Có thể nói là người đàn ông mà trong mắt cô ấy cũng vẫn còn khá nhiều điều bí ẩn. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với lời khuyên từ phía chuyên gia về câu chuyện của người phụ nữ này. Bạn thân mến, bạn đã từng đổ vỡ hôn nhân, nhưng bạn hoàn toàn xứng đáng có được hạnh phúc với người đàn ông mà mình yêu thương. Và thực sự tôi rất mừng khi thấy được bạn đang gặp được người mà mình yêu thương. Tuy nhiên, những biểu hiện ở nơi phía người bạn trai đang khiến cho em cảm thấy hoang mang và bất an về tình yêu mà họ dành cho mình. Về người bạn trai này, trên thực tế khi yêu thì chúng ta luôn có mong muốn được trao đổi, được chia sẻ để hiểu về đối phương nhiều hơn. Nhưng trước lời đề nghị anh có gì thắc mắc muốn hỏi em không, thì anh chỉ cười lắc đầu. Tôi thấy rằng đây là một phản ứng khá dửng dưng, và rồi những thông tin mà cậu ấy chia sẻ cũng không thực sự rõ ràng và minh bạch. Thực ra thì chúng ta vốn không ai hoàn hảo, nên cần có những người xung quanh để chỉ ra sai lầm và giúp bản thân mình hoàn thiện hơn. Nhưng cậu ấy lại không có biểu hiện thừa nhận những sai lầm và thiếu sót của mình. Và tất cả những điều này đang khiến cho bạn nữ cần phải hết sức lưu tâm để không vấp phải đau khổ và tổn thương thêm một lần nữa. Chính bản thân em nhận thức được những điểm hạn chế của mình là Từng đã trải qua một đời chồng đang vướng bận nuôi con nhỏ, và em cũng cảm nhận được nỗi đau, nỗi mất mát của một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Vì thế tôi tin rằng em sẽ biết rõ mình cần gì và người đàn ông nào sẽ phù hợp làm chỗ dựa cho bản thân mình và con. Khi nhận thấy những bất đồng về quan điểm sống, tính cách và những bí ẩn về đời tư, thì em cần phải tìm hiểu, cân nhắc thật kỹ lưỡng, yếu đường chậm lại, chín chắn hơn để họ không có cơ hội lợi dụng và xem thường mình. Nếu như cậu ấy yêu thương em thì họ sẽ tự nguyện gọt giũa cái tôi của mình để dung hòa với em, và ngược lại em cũng vậy. Có ý thức gắn kết với em và gia đình cậu ấy và xích lại gần nhau hơn với mẹ con em. Còn nếu như họ chỉ quan tâm về em, nồng nhiệt và hào hứng khi ở bên cạnh em, nhưng lại lạnh nhạt và hững hờ hay không quan tâm tới những vấn đề xung quanh cuộc sống của em, thì hãy sớm dừng lại mối quan hệ đó. Khi đó họ dường như chỉ đang lợi dụng em, chứ không thực lòng yêu thương và sẵn sàng đón nhận hoàn cảnh của em đâu. Chúc hai mẹ con em luôn vui khỏe và em sớm tìm lại được tình yêu đích thực của đời mình. Kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đàn bà lăng loàn dối chồng đi ngoại tình, kinh hãi nhất 7 điều này. Các bạn thân mến, khi bước chân vào một mối quan hệ vụng trộm, phụ nữ vốn dĩ là đã có thể lường trước được những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Vậy thì liệu một người đàn bà đã cả gan dám lừa dối chồng để đi ngoại tình, cô ta có những nỗi sợ gì thường trực hay không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay để cùng chia sẻ xem đâu là những diễn biến tâm lý và những điều mà người đàn bà ngoại tình lo sợ nhất. Bởi vì sau những giây phút thăng hoa chớp nhoáng, chị em phụ nữ sẽ càng canh cánh rất nhiều nỗi lo trong lòng. Đàn bà ngoại tình cũng không sướng đâu. Làm sao mà có thể sướng khi bản thân mình đang làm một việc mờ ám và sai trái? Vợ ở ngoại tình sợ điều gì nhất là vấn đề mà cánh mày râu rất quan tâm. Về bản chất thì tâm lý của người phụ nữ và người đàn ông không giống nhau. Do đó người phụ nữ ngoại tình sẽ lo sợ những vấn đề khác so với cánh mày râu. Vậy thì phụ nữ ngoại tình những điều gì? Dưới đây là 7 điều khiến cho người phụ nữ sợ hãi nhất khi đi ngoại tình. Nếu như các bạn nắm được top và đánh trúng những điểm yếu này, thì người phụ nữ này sẽ vô cùng sợ hãi và kinh hồn bạt vía. Đương nhiên rồi, nỗi sợ đầu tiên đó chính là cô ta sẽ sợ bị phát hiện. Tâm lý của những người đi ngoại tình luôn là như vậy. Tuy nhiên, chính cái cảm giác mạo hiểm khi dấn thân vào mối quan hệ vụng trộm lại khiến cho nhiều người cảm thấy thích thú và ngày càng lún sâu hơn nữa. Nỗi sợ bị phát hiện sẽ thường trực bên cạnh những cảm giác mới mẻ, những cảm giác mãnh liệt và đam mê mà nhân tình mang đến. Văn hóa Việt Nam chúng ta vốn đề cao phẩm hạnh của người phụ nữ. Phụ nữ Việt thì bị gò bó bởi những quan điểm và những nhu cầu khắt khe, trong khi những người đàn ông thì có thể thoải mái hơn với cuộc sống phóng túng này. Ngày nay thì những quan điểm đó đang dần thể hiện được sự lạc hậu của mình, sự cổ hủ cần phải được thay đổi. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì việc một người đàn bà đi ngoại tình trong mắt nhiều người vẫn rất khó chấp nhận so với hành vi đó ở nam giới. Và hơn hết, người phụ nữ đi ngoại tình kinh hãi nhất chính là bị phát hiện. Vì vậy, nếu như muốn bắt thóp được người phụ nữ lăng loàn lẳng lơ thì chỉ có cách đầu tiên, đó chính là hãy chứng minh và phát hiện ra, bắt quả tang cô ta đi ngoại tình. Khi đó thì cô ta sẽ không còn gì chối cãi nữa. Đàn ông lăng nhăng trăng hoa thì vốn dĩ dễ dàng được tha thứ hơn, trong khi đàn bà ngoại tình thì phải đối mặt với những từ ngữ rất nặng nề và tiêu cực. Biết rằng ngoại tình không phải là hành vi đúng đắn, nhưng sự cực đoan trong quan điểm sống của nhiều người sẽ khiến cho người phụ nữ đi ngoại tình không có cơ hội để sửa sai và hối lỗi. Những định kiến này khiến cho người phụ nữ ngoại tình luôn sợ bị phát hiện. Trong khi đó thì nam giới không bị những nỗi sợ này chi phối quá nhiều. Bản thân cánh mày râu cũng sẽ lo sợ bị phát hiện, bởi vì bản chất là mình cũng đang thực hiện hành vi sai trái. Tuy nhiên, sự thoải mái trong tư tưởng, thế nên đàn ông họ không thật sự sợ hãi quá nhiều hay là sợ hãi đến mức cùng cực về việc này giống như phụ nữ. Nhiều người phụ nữ ngoại tình thú nhận rằng họ luôn suy nghĩ về viễn cảnh bị phát hiện và những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tuy nhiên thì cảm giác mãnh liệt và đê mê từ mối quan hệ vụng trộm lại khiến cho chị em không thể nào chấm dứt nổi hành vi thiếu chuẩn mực được của mình. Sau nỗi sợ bị phát hiện, nỗi sợ lớn thứ hai đối với người đàn bà đi ngoại tình không gì khác chính là sợ bị con cái coi thường. Đối với người phụ nữ thì con cái luôn là một vị trí cực kỳ quan trọng. Khi đi ngoại tình thì họ sợ bị con cái coi thường hơn là bị người bạn đời đay nghiến và chỉ chiết. Con cái sẽ khó có thể thông cảm và thấu hiểu cho hành vi ngoại tình của mẹ. Khi bị phát giác có mối quan hệ bên ngoài thì phụ nữ sẽ bị con cái lạnh nhạt và chúng thường lựa chọn ở với bố sau khi cả hai ly hôn. Ngoài ra thì người phụ nữ ngoại tình cũng lo sợ tai tiếng của bản thân sẽ ảnh hưởng đến con cái. Họ sợ con cái bị cười chê, bị khinh bỉ khi có một người mẹ không đủ phẩm hạnh. Dù vậy thì nỗi sợ này đôi khi cũng không đủ để người phụ nữ chấm dứt nổi mối quan hệ mờ ám và toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Dẫu biết rằng con cái là máu mủ của người phụ nữ, khi ngoại tình thì họ có thể bỏ bê chồng con nhưng hiếm khi lơ là việc chăm sóc con cái. Thậm chí nhiều người sợ con ghét bỏ mình khi mà mọi chuyện bị phát giác nên đành dành nhiều thời gian để chăm sóc và nuôi dạy con cái, cố gắng gắn kết với con, chia sẻ với con nhiều hơn để có thể lấp liếm đi những sai lầm của mình. Sau con cái, người đàn bà sợ thứ ba chính là sợ danh tiếng của mình bị tổn hại. Khác với đàn ông, phụ nữ Việt vẫn luôn bị gò bó bởi những quan điểm rất khắt khe và cứng nhắc. Dù nhiều tư tưởng lạc hậu đã bị xóa bỏ, nhưng trong tâm thức của nhiều người, phụ nữ vẫn có vị thế thua kém đàn ông và phải giữ phẩm hạnh dù chồng có tệ bạc đến cỡ nào đi chăng nữa. Hành vi ngoại tình của người phụ nữ thường bị lên án rất dữ dội. Họ sẽ bị chỉ trích nặng nề, bị người đời khinh bỉ và nhạo báng. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn chơi chơi. Nếu như tai tiếng của người đàn ông ngoại tình dễ dàng bị quên đi thì với phụ nữ, vết nhơ có thể theo họ suốt đời. Những từ ngữ nặng nề cứ liên tục được nhắc đến đằng sau tên của họ. Khi đàn ông ngoại tình, người ta tìm đủ thứ lý do để bao biện cho cánh mày râu và trách ngược lại người phụ nữ không biết vun vén hạnh phúc. Trong khi đó, phụ nữ ngoại tình thì lại bị lên án một cách cực đoan. Những người xung quanh cũng ít khi tìm lý do để giải thích cho hành vi ngoại tình của các chị em. Tuy nhiên rõ ràng trong nhiều trường hợp, phụ nữ ngoại tình cũng có thể do chồng bội bạc, chồng vũ phu và chồng vô tâm. Với sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội như hiện nay, thì những thông tin tiêu cực sẽ được lan truyền một cách rất nhanh chóng. Vì vậy, người phụ nữ ngoại tình rất sợ bị các video clip, các hình ảnh bị bàn tán, bị phát tán gây ra điều tiếng cho bản thân và cho gia đình. Đôi khi họ không lo sợ cho danh dự của mình, mà sợ rằng danh tiếng của gia đình và con cái sẽ bị ảnh hưởng cơ. Nói chung, danh dự và danh tiếng vẫn là một điều nó đã hằn sâu trong mỗi con người chúng ta về việc phải bảo vệ giữ gìn. Và với người phụ nữ thì phẩm hạnh lại càng là yếu tố cần phải được tôn trọng. Nỗi sợ thứ tư của người đàn bà đi ngoại tình các bạn có biết là gì không? Đó chính là sợ bị nhân tình bỏ rơi. Đàn ông thường ngoại tình vì muốn tìm kiếm sự mới mẻ và sự khao khát được thỏa mãn những ham muốn tình dục của mình. Nhưng ngược lại thì phụ nữ họ lại chỉ rung động trước người thứ ba khi không còn nhiều tình yêu với chồng. Vì thế phụ nữ ngoại tình thường lo sợ bị nhân tình bỏ rơi. Sự cô đơn trong hôn nhân khiến cho người phụ nữ trở nên chán ngán và bế tắc. Lúc này mối quan hệ vụng trộm mang đến cho họ một nguồn sinh khí mới mẻ. Cảm xúc yêu đương bị chôn chặt từ lâu được khơi gọi trở lại. Chính cái cảm giác được nuông chiều và yêu thương khiến cho phụ nữ ngoại tình rất sợ bị nhân tình bỏ rơi và sợ bị anh ta thờ ơ. Khi yêu thì người phụ nữ thường mù quáng và yếu đuối. Họ có thể vì tình yêu mà quên đi mọi thứ. Vì vậy nhiều người chìm đắm trong những lời mật ngọt của kẻ thứ ba và canh cánh trong lòng nỗi sợ bị bỏ rơi. Tuy nhiên do bản thân họ cũng đang có hành vi sai trái nên việc ràng buộc đối phương là điều không thể. Và với những người phụ nữ u mê như thế này thì nỗi sợ bị nhân tình bị bỏ rơi là thứ thường trực trong đầu cô ta. Nỗi sợ thứ năm của người đàn bà ngoại tình đó là sợ gia đình tan vỡ. Đa phần những người chọn phương án ngoại tình ít nhiều đều không mong muốn gia đình tan vỡ. Gia đình cứ như hiện tại cũng được, miễn là họ vẫn đi cặp bồ được là được. Mặc dù đã không còn tình cảm với chồng, nhưng họ lại vẫn muốn duy trì một cuộc sống hôn nhân vì con cái hoặc vấn đề tài chính. Hôn nhân trong mắt họ có thể là vỏ bọc tạo ra danh tiếng cho bản thân. Vì vậy khi ngoại tình, một số phụ nữ họ thường lo sợ gia đình sẽ thật sự tan vỡ sau khi hành vi vụng trộm của mình bị phát hiện. Hành vi ngoại tình ở người phụ nữ được xem là khó chấp nhận. Đàn ông lăng nhăng sẽ có nhiều cơ hội được sửa sai. Thậm chí nhiều người còn chấp nhận chồng mình có nhân tình ở bên ngoài, với điều kiện là anh ta vẫn cứ chăm sóc tốt cho gia đình là được. Trong khi đó thì cơ hội sửa sai dành cho các chị em gần như bằng không. Vì vậy khi đã bước chân vào mối quan hệ vụng trộm, phụ nữ hiểu bản thân mình sẽ phải đối mặt với những gì nếu như một chuyện vỡ lở. Nhiều người không còn tha thiết với chồng nhưng vẫn muốn duy trì cuộc hôn nhân vì con cái. Họ không muốn con phải chịu cảnh thiếu vắng bố hoặc mẹ, không muốn con phải đối mặt với điều tiếng từ xã hội và những lời đồn thổi không hay. Nỗi sợ mất tài sản sau khi ly hôn là nỗi sợ thứ 6 đối với những người đàn bà. Nhiều người cố giữ chân của hôn nhân lại vì sợ mất tài sản sau khi ly hôn, nên đôi khi đã cạn tình cạn nghĩa nhưng họ vẫn không muốn và không thể chấm dứt được mối quan hệ. Trong trường hợp này thì phụ nữ họ đặt những lợi ích về vấn đề vật chất lên trên. Do đó khi ngoại tình, thứ khiến cho họ sợ hãi không phải là danh dự mà lại là tài sản. Tài sản chung trong quá trình sinh sống sẽ được phân chia đều sau khi ly hôn. Tuy nhiên nếu như có hành vi ngoại tình, nhiều khả năng người phụ nữ sẽ không được hưởng bất cứ một tài sản nào nếu như người chồng thực sự nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Đây cũng là lý do nhiều người không muốn ly hôn và cố gắng che đậy hành vi ngoại tình của mình. Họ cũng có thể thực hiện các thủ tục chuyển giao tài sản trước khi các hành vi vụng trộm bị phát giác. Rất nhiều người đàn bà, đặc biệt là những mẫu phụ nữ thực dụng, những mẫu phụ nữ lấy chồng kết hôn vì tài sản, thì danh tiếng không phải là vấn đề quá lớn với cô ta, mà chính là bao nhiêu tiền, bao nhiêu vàng, bao nhiêu đô la trong két sắt mới là thứ khiến cho cô ta quan tâm. Và điều lo sợ cuối cùng thường trực trong đầu những người đàn bà đi ngoại tình, đó chính là sợ bị người tình đe dọa và níu kéo. Trường hợp này nó sẽ xảy ra với những người phụ nữ muốn chấm dứt mối quan hệ nhưng nhân tình thì lại không muốn, bởi vì anh ta vẫn đang có được những lợi ích từ mối quan hệ này. Nhiều người phụ nữ ngoại tình nhưng không muốn ly hôn. Họ chỉ muốn tìm kiếm bờ vai khi không cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương từ chồng. Trong trường hợp này thì người phụ nữ thường rất lo sợ người tình sẽ níu kéo, đe dọa và đòi hỏi sự ràng buộc. Sau thời gian mặn nồng, một số người muốn chấm dứt mối quan hệ sai trái để trở về bên gia đình. Tuy nhiên nhân tình có thể đe dọa tung bằng chứng để tống tiền hoặc trói buộc họ trong mối quan hệ lâu dài. Khi nhân tình đe dọa, một số người đành phải nhẫn nhịn tiếp tục mối quan hệ trong dằn vặt, lo sợ và bất an. Dù vậy họ không còn lối thoát nên chỉ còn cách nghe theo yêu cầu. Cũng có nhiều trường hợp nhân tình có tình cảm thực sự nên đòi hỏi người phụ nữ phải có sự lựa chọn giữa mình và chồng. Đây cũng là lý do các chị em không nên dính líu đến các mối quan hệ vụng trộm. Nếu như hôn nhân không thể cứu vãn thì cách tốt nhất là có thể ly hôn để bản thân có cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu những người khác mà mình cho là phù hợp hơn. Kết thúc hôn nhân một cách văn minh sẽ để lại cho cả hai những kỷ niệm đẹp, đồng thời cũng giảm thiểu tối đa những tổn thương về mặt tâm lý cho con cái và cả những người xung quanh. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi đã gửi đến các bạn những lời chia sẻ về chủ đề 7 nỗi sợ hãi của người đàn bà đi ngoại tình. Tuy nhiên nội dung trong video của chúng tôi chỉ mang tính chất tham khảo, bởi vì tâm lý mỗi con người là không giống nhau. Hy vọng là qua video này thì các bạn đã có thể kịp thời tỉnh thức để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình, hoặc là có thể nắm bắt được những nét tâm lý nổi bật của một người đàn bà đang đi vụng trộm. Mặc dù hành vi ngoại tình khó có thể được tha thứ, nhưng nếu như càng lún sâu thì bản thân, gia đình và con cái sẽ phải gánh chịu những ảnh hưởng rất nặng nề. Chính vì vậy các chị em đừng buông thả bản thân mình. Dẫu biết rằng quan điểm xã hội có hiện đại và có thoáng đến đâu đi chăng nữa thì những người thiệt thòi nhất vẫn cứ là chúng ta. Thế nên chị em phụ nữ cũng cần phải hết sức tỉnh táo. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.